trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thế nhưng, một số đối tượng bất chấp vì hám lợi nên đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, dẫn đến nguy cơ khó kiểm soát cho cộng đồng. Mời quý vị theo dõi tập phim Phạm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh. Xin cảm ơn. Các bạn đã bị bắt vì hành vi đưa người nhập cảnh trái pháp luật.